Chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần camera máy ảnh của Huawei Mate 8. Đó, camera sau của Huawei Mate 8, camera trước của Huawei Mate 8 thì nằm ở phía đỉnh đầu của máy như này. Khi quý bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần camera máy ảnh của Huawei Mate 8 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới camera máy ảnh của Huawei Mate 8, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099, di động cao cấp.vn, có đầy đủ tất cả các linh kiện trên Huawei Mate 8 nói chung và camera máy ảnh của Huawei Mate 8 nói riêng thay mới cho các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi tiến hành thay mới camera máy ảnh của Huawei Mate 8 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.